Nhà mình có một cái cây rất là khủng, đấy là cây hoàng lan nhé bạn nhé. Cây hoàng lan, cây này cao, thanh niên cao mét bao nhiêu? Mét 7. Mấy lần em? 1 lần, 2, 3 lần, 4 lần, 5, chắc phải hơn 5 lần. Cứ cho 2 mét thôi dễ tính. 10 mét cơ á. Chiều cao tầm 9 đến 10 mét. Vành gốc bao nhiêu? Thôi kệ, không cần, trừ chăn đi. Cả chăn là được 130. Trừ chăn đi, cứ trừ thoải mái, trừ cho 10 phân đi. 120. Trên là 100 thì thành 90 đi. Cây hoàng lan. Lên được chạc kia chắc phải tầm 1, 2, 3 đến 4 mét ấy. Tầm 3 đến 4 mét mới lên được cái chạc đấy. Cây đánh đảo rồi nhé bạn nhá. Đang để vòng rất là to. Em đo chị cái chị đường bán kính của cái đấy, từ gốc ra đến đường kính luôn này. Đường kính của vòng là 28. Cây hoàng lan bạn nhá. Hoàng lan đại thụ.